Kính chào quý vị, trong một tiếng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mời quý vị theo dõi. Hỏi: Cơ cấu tổ chức của Quốc hội được quy định như thế nào? Trả lời: Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, tổng số đại biểu Quốc hội không quá 500 người, bao gồm đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu hoạt động không chuyên trách. Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là 40% tổng số đại biểu Quốc hội. Quỹ ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Quỹ ban thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội và các quỹ viên Quỹ ban thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội làm chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội làm phó chủ tịch. Thành viên Quỹ ban thường vụ Quốc hội là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và không đồng thời là thành viên chính phủ. Quốc hội thành lập các cơ quan chuyên môn gồm 1. Hội đồng dân tộc, 2. Quỹ ban pháp luật, 3. Quỹ ban tư pháp 4. Quỹ ban kinh tế 5. Quỹ ban tài chính ngân sách 6. Quỹ ban quốc phòng và an ninh 7. Quỹ ban văn hóa giáo dục 8. Quỹ ban xã hội 9. Quỹ ban khoa học công nghệ và môi trường 10. Quỹ ban đối ngoại Đây là các cơ quan của Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp thì báo cáo công tác trước Quỹ ban Thường vụ Quốc hội. Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc, thực hiện quyền giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội miền núi và dùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội đồng dân tộc các quỹ ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án khác và báo cáo được Quốc hội hoặc quỹ ban thường vụ Quốc hội giao. Thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn do luật định, kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của hội đồng quỹ ban. Ngoài ra, Quốc hội có thể thành lập quỹ ban lâm thời để thẩm tra dự án luật, dự thảo, nghị quyết hoặc báo cáo dự án khác do quỹ ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội hoặc có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc và nhiều quỹ ban của Quốc hội. Điều tra làm rõ về một vấn đề cụ thể khi xét thấy cần thiết đoàn đại biểu quốc hội là tổ chức của các đại biểu quốc hội được bầu tại một tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc được chuyển đến công tác tại tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đoàn đại biểu quốc hội có nhiệm vụ tổ chức để các đại biểu quốc hội tiếp công dân tổ chức để các đại biểu quốc hội thảo luận về dự án luật pháp lệnh và các dự án khác dự kiến chương trình kỳ họp quốc hội theo yêu cầu của quỹ ban thường vụ quốc hội tổ chức hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội và tổ chức để các đại biểu quốc hội trong đoàn thực hiện nhiệm vụ giám sát tại địa phương bộ máy chấp việc của quốc hội gồm tổng thư ký quốc hội do quốc hội bầu miễn nhiệm bãi nhiệm Văn phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm Ban Công tác đại biểu, Ban dân nguyện, Viện nghiên cứu lập pháp. Hỏi: Hội đồng nhân dân giữ vị trí vai trò như thế nào ở địa phương? Trả lời: Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định, giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân. Hỏi: Nhiệm kỳ của hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào? Trả lời: Nhiệm kỳ của mỗi khóa hội đồng nhân dân là 5 năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của hội đồng nhân dân khóa đó đến kỳ họp thứ 5 của hội đồng nhân dân khóa sau chậm nhất là 45 ngày trước khi Hội đồng Nhân dân hết nhiệm kỳ. Hội đồng Nhân dân khóa mới phải được bầu xong, việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân do Quốc hội quyết định theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hỏi, vị trí, vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời, đại biểu Hội đồng Nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu trách nhiệm giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri, xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật, chính sách của nhà nước, nghị quyết của hội đồng nhân dân, động viên nhân dân tham gia quản lý nhà nước. Đại biểu hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân. Hỏi, đại biểu Hội đồng Nhân dân có những quyền gì? Trả lời, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân, Quỹ chiên Quỹ ban Nhân dân, Chánh án Toán Nhân dân, Diện trưởng Diện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đại biểu hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu kiến nghị tổ chức phiên họp chuyên đề phiên họp để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất phiên họp kính của hội đồng nhân dân và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết đại biểu hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị các cơ quan tổ chức cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện hiến pháp pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước quyền con người quyền và lợi ích hợp pháp của công dân khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đại biểu hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân đó. Thưa quý vị, chuyên mục tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.